Xin chào quý vị và các bạn. Mưa, rét vẫn là trạng thái thời tiết chủ đạo trong sáng nay, ngày thứ hai đầu tuần mới ở các tỉnh thành miền Bắc, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Trong ngày hôm nay, khối khí lạnh sẽ suy yếu và biến tính. Gió đông bắc trên khu vực Bắc Bộ sẽ chuyển sang hướng đông đến đông nam, liên tục đẩy mây ẩm vào đất liền. Vì thế Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vào sáng sớm. Đến khoảng trưa chiều nay, trời chuyển tạnh ráo hơn, nên nhiệt độ có xu hướng nhích nhẹ lên, phổ biến ở mức từ 17 đến 19 độ tại khu vực phía Đông Bắc. Còn tại khu Tây Bắc, nhiệt độ cao hơn, đạt ngưỡng từ 19 đến 23 độ, có nơi là trên 23 độ. Một tin vui với người dân miền Bắc là tình trạng mưa rét ẩm ướt sẽ không kéo dài. Từ khoảng ngày 12 tháng 2 khi khối khí lạnh suy yếu hẳn và lệch ra phía đông, sẽ tạo điều kiện cho vùng áp thấp ở phía Tây hoạt động trở lại, nên trời sẽ giảm mưa, chủ yếu chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng. Còn vào ban ngày trời tạnh ráo, trưa chiều khả năng có nắng và nhiệt độ toàn vùng sẽ tăng lên, trời ấm áp. Cũng chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh nên trong sáng nay ở khu vực từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục có mưa. Còn tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa do chịu tác động của nhiễu động gió đông từ ngoài biển thổi vào nên tại đây cũng có mưa rải rác. Cục bộ sẽ có nơi mưa với lượng khá, tập trung chính ở các tỉnh ven biển. Từ khoảng trưa chiều nay khi nhiễu động gió đông suy yếu thì mưa sẽ giảm dần và đến tối thì sẽ tạnh hẳn. Về nhiệt độ trong ngày hôm nay, mức nhiệt chưa có sự thay đổi gì nhiều. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, trời vẫn còn rét với mức nhiệt từ 18 cho tới 21 độ. Khu vực Trung Trung Bộ là từ 21 đến 27 độ và 27 cho tới 29 độ sẽ là mức nhiệt của các tỉnh thành phía Nam Trung Bộ. Từ ngày mai 11 tháng 2, khi những hệ thống gây mưa trên khu vực đồng loạt suy yếu, thì mưa sẽ giảm hẳn và thời tiết được dự báo sẽ chuyển tốt lên, các hoạt động dân sinh của người dân sẽ lại diễn ra thuận lợi. Xuôi về phương Nam, đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày hôm nay có thời tiết chủ đạo là mây nắng đan xen. Riêng một số nơi thuộc khu vực ven biển của Nam Bộ và phía Nam Tây Nguyên chịu tác động của nhiễu động gió đông nên mưa có khả năng xảy ra. Còn các khu vực khác của Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ tại các khu vực này ít biến đổi, phổ biến vào khoảng từ 26 đến 29 độ ở Tây Nguyên và từ 30 cho tới 33 độ ở Nam Bộ. Chuyển sang thời tiết trên các vùng biển, do khối không khí lạnh suy yếu nên từ sáng nay gió đông bắc ở vịnh Bắc Bộ sẽ giảm xuống cấp 4, tình trạng biển động không còn nữa, việc ra khơi đánh bắt và lưu thông hàng hải của bà con ngư dân sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên, hiện tượng sương mù sẽ còn xuất hiện ở vùng ven biển khiến cho tầm nhìn giảm thấp, các tàu thuyền hoạt động trên khu vực này cần chú ý đề phòng. Còn ở các vùng biển ngoài khơi xa, gió đông bắc cũng bắt đầu yếu đi nhanh. Trong ngày hôm nay, trên các khu vực biển Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm các vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cường độ gió đông bắc chỉ còn ở mức cấp 5, có lúc là cấp 6, nhưng tình trạng biển vẫn còn động. Sang đến ngày 11 tháng 2 sẽ không còn nơi nào có gió mạnh ở mức cấp 6, và đến ngày 12 tháng 2 thì cường độ gió sẽ giảm, chỉ còn ở mức cấp 4 đến cấp 5, biển lặng trở lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thank you.